Dạ thưa ông mới về. Bà mày đâu? Dạ bà vừa về là đi vô phòng liền. Nhưng bà dặn tụi con á, không ai được làm phiền bà hết. Ngọc Tâm à, Ngọc Tâm mở cửa đi, tôi có chuyện muốn nói với bà. Ngọc Tâm, mở cửa. Ngọc Tâm, Ngọc Tâm, mở cửa đi, ta có chuyện muốn nói với bà. Ngọc Tâm. Cha, có chuyện gì vậy cha? Ai mà biết, tự nhiên bà vô phòng rồi nhốt mình trong đó. Gọi nãy giờ mà cũng không mở cửa. Con gọi thử coi, coi bà có mở không. Mẹ, mẹ ơi, con Minh Lan đây. Mẹ mở cửa cho con đi mẹ. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi. Chị Mén đâu? Chị Mén. Dạ, mợ hai gọi con. Chị mau chạy ra xưởng chiếu, gọi cậu Tô Châu về gấp, nhanh lên. Dạ. Cha, cha hãy nói thiệt cho con biết đi. Có chuyện gì phải không cha? Cha đừng có giấu con nữa. Không có chuyện gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Mà thôi, kệ bả đi, con cứ đi làm công chuyện của con đi. Một lát nữa bà nguyên ngoan, bà cũng sẽ mở cửa ra thôi. Mấy lần trước cũng y như vậy à. Con thấy không có giống mấy lần trước đâu cha. Tính của mẹ ít khi giận lâu như vậy. Nãy giờ ngoài này náo động, đập cửa rầm rầm như vậy, mà trong phòng mẹ vẫn im ru à. Sao con thấy lo quá à. Cha ơi, phá cửa vô đi cha. Mẹ ơi. Ngọc Tâm. Cha nhớ. Dạ Ngọc Tâm. Nhanh lên. Mà ông phá cửa. Dạ. Phá cửa ra. Phá cửa đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Mẹ. Trời. Ngọc Tâm. Mày đâu? Đẩu bà xuống. Mẹ. Nhanh lên. Mẹ. Mẹ ơi. Ê, có gì từ từ mà nói. Tại sao lại làm như vậy chứ? Mẹ ơi, mẹ mau tỉnh dậy đi. Con là Minh Lan nè. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi, mẹ sao vậy hả em? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Mẹ tỉnh lại đi mẹ. Mẹ, sao mẹ lại làm chuyện dại dột như vậy? Có chuyện gì buồn phiền á thì nói với con nè. Sao mẹ lại bỏ con đi như vậy hả mẹ? Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mẹ. Mẹ ơi, mẹ có nghe con nói gì không mẹ ơi? Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Anh à, mẹ chỉ bị ngất thôi, mẹ không có sao đâu. Minh Lan, có chuyện gì vậy Minh Lan? Sao mẹ lại làm như vậy? Em cũng chưa rõ nữa. Cũng may là mọi người vào kịp lúc, chứ để chậm một chút nữa là nguy rồi. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ tỉnh dậy đi mẹ.